Mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay, qua giọng đọc đầy truyền cảm của MC Anh Khôi. Đã gần 11 giờ đêm, nhưng chân bà Hiền vẫn đang liên tục đạp máy may để may cho xong mấy cái áo cuối cùng. Mai là thứ hai cũng là cuối tháng, bà muốn tranh thủ làm để kịp giao hàng gia công cho xưởng. Cả ngày hôm nay, vì là ngày nghỉ nên có đồng nghiệp với con trai lớn của bà đến nhà chơi. Bà bận rộn nấu nướng tiệc tùng, rồi nói chuyện với mọi người suốt cả ngày, nên tới tối bà Hiền mới có thời gian để làm. Có tiếng lách cách mở cổng, là Việt, đứa con trai thứ hai của bà Hiền, năm cuối đại học sư phạm, vừa đi làm thêm về. Việt mở cổng, dắt xe máy vào sân, thấy bà Hiền vẫn đang cặm cụi ngồi máy may, cậu lên tiếng: "Muộn rồi mà còn chưa ngủ hả mẹ?" Còn mấy cái, mẹ làm dáng cho xong, nhanh đấy mà." Bà Hiền ngước mặt lên nhìn Việt một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm. Việt nhìn vào chỗ áo thun lộn xộn mẹ cậu vừa may xong, chỉ đen chỉ trắng lẫn lộn. Cậu liền ném cái ba lô trên ghế rồi ngồi xuống, tìm cái kéo bấm chỉ, rồi cầm lấy mà cắt chỉ thừa ở mấy cái áo, để con phụ mẹ cắt chỉ thừa bà hiền thương con làm về muộn không muốn cho cậu thức khuya với bà mà nói thôi con làm về mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi không sao mẹ ạ việc nhẹ mà coi như cho con ngồi nghỉ mệt đi bà hiền nhìn việt khổ thân con bà làm thêm về mệt rồi còn phải phụ bà làm việc ừ ờ, nếu mệt thì lên nghỉ nhé dạ con biết rồi việt ngồi buồn chán Lục tìm cái điện thoại của cậu thì vừa hết pin, nên cậu hỏi chuyện mẹ. Anh Vũ đâu rồi mẹ? Say rồi, đang ngủ trong phòng ấy. Còn ba cũng ngủ rồi ạ. À. Ừ, ba còn mấy hôm nay nóng nực nên khó ngủ. Bật điều hòa thì lại lạnh, chắc cũng đang chăn chọc trong phòng đó. Vâng, mà bệnh viện họ có thông báo gì mới không mẹ? Không có việc à, bà hiền vừa nói xong thì ông đại chồng bà đang từ trong phòng ngủ đi ra ông thấy việt thì lên tiếng hỏi việt về rồi hả con dạ sao ba ra đây không ngủ được ạ à. việt nhìn ba cậu hỏi thăm bình thường cha cậu sẽ ngồi phụ mẹ cậu cắt chỉ hay xếp áo chỉ khi nào mệt trong người thì ông mới vào nghỉ ngơi ờ không ngủ được Ông đại nói rồi lại ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng khách. Ông mở tivi, hạ thấp âm lượng vì sợ hàng xóm sát vách sẽ nghe thấy. Bà Hiền thấy chồng ngồi xem tivi thì hỏi thăm. Ông có đau hay khó chịu chỗ nào không? Không, tôi chỉ khó ngủ thôi. Ờ, vậy ông ngồi đó coi tivi đợi tôi. Tôi đang dáng cho xong để mai còn giao hàng. Cuối tháng rồi. Ờ bà cứ làm đi việt nhìn cha ông càng ngày càng ốm đi việt nhìn tới cái tay trái của ông vì chạy thận mà lồi lõm biến dạng đã năm năm rồi cha cậu đã bị căn bệnh suy thận hành hạ việt cũng xem tivi vừa lúc chiếu cảnh hội làng cậu lại nhớ quê nhà cậu trước kia không phải ở sài gòn tấp nập phồn hoa này mà là ở gia lai mẹ cậu kể lại rằng cha cậu lúc nhỏ hay đi hái trộm bơ nhà ông ngoại, bị bà bắt gặp đuổi theo mấy lần, lâu dần mà từ kẻ thù thành bạn, rồi học trung trường cấp 2. Vì khó khăn nên cha mẹ cậu đều nghỉ học sớm, nhưng sống cùng làng nên vẫn giữ liên lạc. Đến khi mẹ cậu vừa đủ 18 tuổi, thì cha cậu đem cao trầu qua hỏi cưới bà luôn. Sau đám cưới, ông nội chia cho cha cậu mảnh đất vườn để xây nhà vì lúc đó khó khăn nên cha cậu cũng chưa có đủ tiền để xây nhà mảnh đất đấy vẫn để trống mẹ cậu chấp nhận về làm dâu sống chung một nhà với ông nội bác hai và chú út không lâu sau bác hai cũng lấy vợ rồi nhanh chóng ra ở riêng còn cha cậu và chú út vẫn ở chung với ông nội nhưng ông nội còn chưa kịp nhìn thấy chú út lập gia đình thì cũng vì bạo bệnh mà qua đời lúc anh vũ đi mẫu giáo thì chú út mới lấy vợ vì nhà ông nội rất lớn rất rộng to phải nhất nhì làng nên việc cả nhà cậu và nhà chú út ở chung cũng rất thoải mái việt sinh ra đời sống trong ngôi nhà đông người ấy tuổi thơ luôn đầy ắp tiếng cười cha mẹ việt vì lo cho hai anh em cậu là anh vũ và cậu ăn học nên tiền dành dụm được bao nhiêu đều nhanh chóng hết dự định xây nhà riêng vì thế vẫn cứ giang dở nhớ lúc đó Việt học năm cuối trung học. Anh Vũ vừa mới tốt nghiệp một trường đại học ở trong tỉnh, đang tìm việc làm. Cha của cậu là thầu xây dựng. Năm đó trúng thầu các công trình lớn nên đã tích đủ tiền. Tính sang năm sẽ khởi công xây nhà. Nhưng sự đời đâu ai nói trước được. Cuối năm đó, cha của Việt phát bệnh. Đi khám thì bác sĩ bảo cha cậu bị suy thận mạn. Mẹ cậu phải giao lại việc nương dẫy cho vợ chồng chú út cách tuần lại đưa cha cậu vào sài gòn khám chữa bệnh bao nhiêu tiền tiết kiệm đổ dồn vào thuốc thang cho cha cậu hết lúc đó việt đã xin cha mẹ về chuyện tốt nghiệp xong sẽ nghỉ học để đi làm cậu muốn đi làm phụ giúp chút tiền để cha cậu có thể mau chữa hết bệnh anh vũ thì mới ra trường công việc ở quê lương không được bao nhiêu họ hàng biết chuyện thì la mắng việt bắt cậu phải tiếp tục đi học ông ngoại là người thương hai đứa cháu trai biết tin việt đòi bỏ học liền chia miếng đất cho hai người con gái ông còn bảo mẹ cậu bán đất rồi vô sài gòn thuê nhà hay mua nhà mà ở cho tiện chứ tuần nào cũng đi đi về về hết hai ngày tuần hai lần như vậy nào có làm lụng được gì em gái của mẹ cậu là gì hảo cũng đồng ý bảo gì ấy sẽ chăm sóc ông ngoại nên khuyên mẹ cậu tập trung chăm lo cha cậu vậy là nhà việt bốn người dắt díu nhau vào sài gòn sinh sống anh vũ tìm mua được một căn nhà một trệt một lầu nhỏ giá rẻ ở ngoại ô cũng mất cả tiếng mới vào tới bệnh viện của cha cậu nhưng vẫn gần hơn là lặn lội từ ngoài gia lai việt cũng nghe lời cha mẹ thi đậu đại học sư phạm anh vũ thì lên thành phố tìm việc dễ hơn mức lương cho cái bằng kỹ sư của anh cũng cao hơn mẹ cậu thì học may, rồi đi tới mấy xưởng may xin nhận hàng gia công đem về nhà làm. Bà không thể đi làm, vì cha của Việt sức khỏe không ổn định, không thể để ông ở nhà một mình. Việt nhìn quanh căn nhà, Tết năm nào hai anh em cậu cũng sơn sửa nên cũng không xuống cấp mấy. Lúc cậu theo cha mẹ vào Sài Gòn là 2011, bây giờ thời nào rồi, giá trị căn nhà tăng lên ít nhiều. Nhà trọ nhà nghỉ xung quanh cũng mọc lên nhanh như nấm sau mưa do gần nhà cậu người ta đang bắt đầu phát triển khu công nghiệp tiếng còi xe nhộn nhịp ngày đêm việt luôn hy vọng cha cậu sẽ sớm được ghép thận sau đó cậu sẽ về quê sống và làm việc cậu không thích sự ồn ào vội vã của cuộc sống nơi thành phố nhà việt rất ít khi về quê có nhiều lý do mà cái quan trọng nhất là chuyện tiền bạc lúc cha cậu còn khỏe thì ông uống thuốc nhưng hơn hai năm nay thì cha cậu suy thận mạng nghiêm trọng phải chạy thận nhân tạo ông phải đi lọc máu ở bệnh viện từ hai lần một tuần lên tới ba lần một tuần chi phí chạy thận và thuốc thang mỗi tháng tính sơ cũng chục triệu vì cha cậu không có bảo hiểm sau này anh vũ hỏi mua bảo hiểm ngoài cho cha cậu nhưng cũng mới chỉ được hỗ trợ ba tháng gần đây thôi số tiền từ việc bán đất của ông ngoại cho mẹ cậu, trừ đi tiền mua nhà, thì mấy năm qua đều đã tiêu tan theo những lần chạy thận của cha cậu. Đó là còn chưa tính đến việc, nếu có người chịu hiến thận, thì cần một khoản tiền khổng lồ mới thay được. Cả nhà cậu, hai bên nội ngoại đều đã xét nghiệm để tìm người hiến thận cho cha cậu, nhưng chưa chiêu thay, không có lấy một người có mô máu tương thích với ông. Chú út còn đùa rằng không biết cha cậu có phải anh ruột của chú hay không năm ngoái bệnh viện thông báo có người hiến thận phù hợp với cha cậu cả nhà vui mừng nháo nhào vay mượn để gom tiền vậy mà đến ngày hội trần trước phẫu thuật người hiến thận biến mất không lý do nhà cậu được phen mừng hụt lại tiếp tục những tháng ngày rong ruổi chạy thận và chờ đợi cha của việt thấy mẹ con khổ nói bán đứt miếng đất ở quê do ông nội chia cho mẹ cậu không đồng ý bà cũng như việt muốn sau này khi có người hiến thận cho cha cậu rồi thì về lại quê có anh em họ hàng ở thành phố sống tấp nập bon chen khói bụi bà không thích anh vũ thì lại thích thành phố anh ấy là người hướng ngoại thích cái nhộn nhịp náo nhiệt của thành phố văn minh bạn gái anh ấy cũng đang làm việc ở thành phố việt nghe mẹ cậu bảo là hai người họ đang dự tính chuyện cưới xin rồi ra ở riêng việt còn chưa ra trường nên chưa nghĩ tới việc lấy vợ cậu muốn lo cho cha mẹ trước đã ông đại ngồi xem tivi một hồi cũng buồn ngủ nên đứng dậy ông quay ra thấy việt cũng nhìn tivi nên ông hỏi con coi tivi không để ba tắt dạ không ba tắt đi cha việt hỏi cậu rồi tắt tivi mà đi vào phòng riêng Việt quay sang nhìn mẹ, mẹ cậu chăm chú làm mà không để ý đến xung quanh. Nhìn mẹ vất vả, Việt xót xa. Bà đã 46 tuổi mà phải ngồi máy may cả ngày, sợ bà sau này sẽ bị bệnh xương khớp. Nếu về quê, mẹ cậu cũng làm việc nương rẫy, mức sống ngoài đó thấp, nhưng ít ra còn có bà con láng giềng lui tới. Mẹ cậu ở đây, cả ngày ở nhà, đến lịch thì đưa cha cậu vô bệnh viện chạy thận. Thiệt, phận làm con mà cậu chưa báo hiếu được gì nhiều. Chỉ biết học, cậu có đi làm thêm nhưng cũng chỉ đủ đóng học phí. Việt thở dài, lại cặm cụi cắt chỉ. Bà Hiền may xong cái áo cuối cùng, đứng dậy lấy tay đập đập cái lưng vì ngồi lâu mà có chút đau. Bà nhìn đồng hồ, cũng gần 12 giờ đêm, chồng bà thì đã vào phòng lúc nào. Bà nhìn xuống Việt, đang cúi đầu cắt chỉ, có chút buồn ngủ mà gật gù bà đi lại vỗ vai cậu mà nói. Mẹ may xong rồi, còn mấy cái này để mẹ làm cho, con về phòng ngủ đi Việt. Sao được, để phụ mẹ cho xong. Muộn rồi, mai còn đi học. Mai còn đi dự giờ nên không sao, dậy muộn được. Vậy thì xếp đi, để mẹ cắt chỉ cho nhanh. Vâng. Việt đưa kia kéo bấm chỉ cho mẹ rồi cậu lại xếp áo và bỏ vào bao tải cái này đi tới đi lui dùng sức nên đỡ chán hơn ngồi cắt chỉ. Vì thế cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng bay đi. Việt và mẹ loay hoay thêm nửa tiếng nữa thì xong. Cậu chúc mẹ ngủ ngon rồi cũng lên lầu. Về phòng riêng. Sáng. Việt dậy muộn. Cậu tự giác mở lồng bàn. Đồ ăn đã để sẵn. Cậu hỏi cha cậu về mẹ. Ông Đại đang ngồi nhặt rau ở gần đó bảo mẹ cậu chở hàng ra công đi giao cho người ta rồi anh vũ thì đã đi làm việt ăn xong rửa chén về phòng thay đồ rồi lên trường học kỳ cuối cậu với các bạn học chủ yếu là đi tham gia dự giảng các lớp học thực tiễn để lấy kinh nghiệm dạy học chiều cậu còn phải về làm bán thời gian ở quán thức ăn nhanh việt cũng mệt mỏi lắm nhưng cậu luôn nhủ rằng cậu phải cố gắng chỉ cần một tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi lúc đó cậu có thể san sẻ chút gánh nặng tiền bạc với cha mẹ và anh Vũ. Trời chưa hè cuối tháng 6 nóng nực, bà Hiền vừa nhận tiền lương gia công và hàng để may tiếp. Hàng đợt này chưa cắt kịp nên bà Hiền chỉ nhận một ít. Bà điện thoại cho chồng sẽ về trễ. Bà tính ghé siêu thị mua ít nhu yếu phẩm. Ngày mai chồng bà có lịch đi chạy thận. Bà còn phải tranh thủ may nên sẽ không có thời gian. Về tới nhà, ông đại đã đợi sẵn mở cổng rồi phụ bà hiền xách đồ vào bà hiền để ý nhà hàng xóm lại thêm người trọ mới ở khu bà sống nhà nhà xây thêm bốn năm tấm để cho người ở tỉnh lên ở trọ chỉ còn lác đác vài căn nhà cũ như nhà bà là vẫn thấp bé bà chủ nhà thấy bà hiền thì gật đầu chào bà hiền đáp lễ rồi nhanh chóng đi vào nhà ở thành phố này mạnh ai nấy sống hàng xóm cách nhau có bức tường mà còn chẳng biết tên người trong hẻm nhà bà hiền cũng chả mấy khi nói chuyện toàn người ở nơi khác đến lúc mới vào sài gòn bà hiền cũng như thói quen ở quê đi thăm hỏi hàng xóm nhưng được thời gian họ biết nhà bà khó khăn lại có người bị đau ốm họ tỏ ra khó chịu nên bà hiền cũng biết thân biết phận chỉ loanh quanh ở trong nhà với chồng làm việc rồi chuẩn bị cơm nước cho hai đứa con trai những lần điện về quê thấy người ở quê đông vui bà hiền lại buồn chẳng biết bao giờ mới được về lại cũng lâu rồi lần cuối bà về là hai năm trước là khi cha của bà mất bà về để tang dịp lễ tết gia đình bà cũng chỉ điện thoại hỏi thăm nội ngoại chứ không về chi phí mỗi lần đi về khiến bà từ bỏ em gái bà là hào vẫn ở căn nhà cũ do cha mẹ của bà để lại em gái bà đã từng ly dị bây giờ lấy người chồng thứ hai là dân buôn gỗ kinh tế khá giả bây giờ ở quê đời sống cũng khá hơn cái thời bà con ở nhiều người giàu có ở thành phố họ toàn về quê mua đất xây nhà để an hưởng tuổi già hoặc là tìm nơi yên tĩnh để thư giãn ở quê vì vậy mà lên cơn sốt đất mảnh đất năm đó ông ngoại cho bà bán chỉ vài trăm triệu bây giờ có người trả giá lên tỷ rưỡi. Bà Hiền tiếc lắm, nghĩ bụng, nếu chồng bà không bị bệnh thì bây giờ nhà bà cũng không thua kém ai trong làng. Nhưng đó chỉ là nếu thôi. Bà Hiền ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, mắt nhìn chồng bà đang nằm lọc thận ở trong phòng bệnh, có chút tủi thân. Hôm nay Việt đi làm ca chiều nên cậu về sớm. Đúng lúc cả nhà đang dọn cơm tối nên cậu cũng tranh thủ tắm gội rồi xuống nhà ăn cùng cha mẹ. Trong bữa cơm, anh Vũ hỏi Việt: "Bao giờ tốt nghiệp hả Việt? Làm đồ án tốt nghiệp chưa?" "Em đăng ký học phần thay thế luận văn anh ạ." "Sao vậy? Không đi thực tập à?" "Em đi thực tập hồi trước Tết rồi anh. Trường em cho phép học đủ học phần là tốt nghiệp được, nên em chọn học học phần cho khỏe anh ạ." Tốt nghiệp rồi, em chỉ cần học nghiệp vụ sư phạm nữa. À, anh học cơ khí kỹ thuật, phải bảo vệ đồ án nên khác nhiều nhỉ. Việt dạ rồi lại ăn cơm. Hai anh em đi làm với đi học cả ngày, rất ít khi nói chuyện. Việt đoán là bạn gái anh Vũ lại bận làm, nên anh ấy mới về nhà ăn cơm giờ này. Chứ mấy tháng nay, anh ấy về là qua phòng trọ bạn gái chơi, nửa đêm mới về nhà ngủ vậy rồi con có làm lễ tốt nghiệp không việt cũng phải cuối năm mẹ ạ trường tổ chức theo đợt à cũng còn lâu nhỉ dạ việt chọn hình thức tốt nghiệp khác mọi người nên chính cậu cũng không biết cậu sẽ có tên trong danh sách dự lễ tốt nghiệp hay không chỉ là nói cho mẹ cậu an tâm lúc trước anh vũ tốt nghiệp mẹ cậu theo lịch bệnh viện nên phải đưa cha cậu đi khám bệnh không dự lễ được Việt đoán là bà tiếc lắm. Cơm nước xong, anh Vũ dành việc rửa chén. Việt ra nhà trước, thì thấy cha cậu đang phụ mẹ cậu cắt chỉ. Bà Hiền thấy Việt ra thì đuổi cậu về phòng, bảo cậu tập trung học. Việt thấy mẹ cậu cũng làm ít hàng nên cũng nghe lời mà về phòng. Một buổi sáng tháng 8, gần tới dỗ ông ngoại nên dì hảo điện thoại vào cho bà Hiền. Dỗ của bà có về không chị? Chắc không hảo ơi, chị bận quá bà hiền vừa cắt chỉ vừa nói chuyện điện thoại với em gái bên kia nghe rất ồn toàn tiếng trẻ con bận gì bận tối ngày chị từ trong đó về đây có nửa ngày đi xe về hôm trước hôm sau vào lại có gì to tát đâu không biết dì hảo nói với bà hiền xong thì quay ra nạt mấy đứa con nít đang ồn ào bà hiền nghe giọng dì hảo đanh đá thì tò mò cười hỏi nay nhà em thành nhà trẻ à nhà trẻ gì đâu chị mấy đứa con nít trong xóm nó qua xin nhãn với mận năm nay sai trái lắm chị ạ à? em tưởng chị về đang để dành cho chị mà chị không về thì thôi thì hái gửi vô cho chị sợ nó hư thôi tại em chưa mua cá khô cho chị được nên chưa dám hái còn để trên cây bọn con nít đi qua thấy nên xin ờ ừ vậy để cho mấy đứa nhỏ ăn đi trái cây mà đâu chả có chuyện là em gái của bà vẫn hay gửi gạo mắm với cá khô vào cho gia đình bà nói là quà quê gửi vào cho cháu bà hiền đề nghị gửi tiền thì em gái bà không nhận bà không tâm sự nhưng gì hảo cũng vào chơi mấy lần cũng biết cuộc sống nơi thành thị này nó không dễ dàng như bao người vẫn nói trời chị nói vậy đồ nhà chồng là đồ sạch mà chị. Mà thôi, bơ trên dãy đang ra trái, cũng to rồi. Chị đợi cỡ tuần nữa, rồi em gửi bơ cho nghe. Ờ, ừ, cảm ơn em. Vâng, em điện hỏi biết vậy đó. Chị mà về thì hai chị em nấu, chứ có mình em. Lười lắm. Lên trên thị trấn đặt tiệc họ nấu cho nhanh. Ờ, ừ, vậy em tắt máy cho chị. Chị đang bận tay vâng chào chị nói rồi dì hảo tắt máy bà hiền một lát sau cũng dừng tay để cất cái điện thoại không thôi nó lẫn vào trong đống áo quần bà hiền lại tiếp tục ngồi may đồ bà nhớ lại câu nói của dì hảo về việc đặt tiệc theo như lời em gái bà mỗi lần kể chuyện ở quê thì bây giờ ở ngoài đó cái gì cũng có chỉ là phải mất công chạy xe lên thị trấn thôi bà hiền luôn mong ước được về quê sống nhưng bà cũng băn khoăn lắm vì bà sống ở thành phố quen rồi cái gì cũng có sẵn nhanh chóng tiện lợi rồi đến lúc về quê bà sẽ mất bao lâu để làm quen nếp sinh hoạt ngoài đó nhưng bà cũng chỉ là mơ mộng chứ chồng bà sức khỏe còn chưa tiến triển thì sao bà dám mơ đến chuyện về lại quê hương chưa kể hai đứa con trai của bà hiền đã lớn rồi sẽ đến lúc chúng lập gia đình bà cũng muốn cho chúng mảnh đất hay căn nhà để không phải lo lắng chuyện nhà cửa như vợ chồng bà bà hiền có hỏi thăm trong xóm nếu bà bán nhà này thì giá như nào mọi người bảo bán được bao nhiêu đâu đường hẻm chỗ nhà bà nhỏ ô tô đi không lọt là giá thấp lắm nên họ cải tạo để cho thuê chứ trả mấy ai bán bà cũng nghĩ đến việc xây thêm để cho thuê nhưng hai đứa con không đồng ý nó bảo là cho người lạ ở chung là phức tạp cha còn bệnh nên tụi nó không chịu vẫn đang sống yên ổn có gì đâu mà phải cho thuê bà cũng nghe lời hai đứa con sau mỗi lần nói chuyện với người ngoài quê xong tâm trạng bà hiền thêm tệ đúng lúc này thì việt vừa mở cổng rồi chạy xe vào nhà bà hiền thấy con trai tốt nghiệp xong thì vất vả tìm việc bà vội hỏi sao rồi con được rồi mẹ ạ con mới xin được công việc ở một trường tư, nhưng lương không cao lắm." Việt vui vẻ trả lời, "Cậu đi tìm việc cả hai tuần nay, trường công thì cậu không vào được rồi. Thành tích học tập của cậu không có gì nổi trội, nên không có nhiều trường tư chấp nhận hồ sơ. Hôm nay Việt đi phỏng vấn, cuối cùng cũng có trường cho cậu thử việc. Trường có nhiều quy định rất khắt khe, nhưng cái cậu cần bây giờ cần công việc ba cái quy định đó không làm khó việt được ừ có công việc là tốt rồi con mới tốt nghiệp đi làm ở đây lấy kinh nghiệm đã dạ việt trả lời ánh mắt vui vẻ nhìn bà hiền ông đại từ nhà sau đi ra thấy vợ và con trai đang nói chuyện thì lên tiếng việt về rồi thì vào ăn cơm trưa luôn con ba nấu ăn xong rồi dạ con vào phụ ba dọn bàn ăn để mẹ quét nhà cái đã. Dạ, nhanh nha mẹ. Bà Hiền gật đầu rồi đi lấy chổi quét nhà. Việt chạy lên phòng thay bộ đồ ở nhà rồi xuống bếp phụ cha cậu. Hai cha con vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Bà Hiền vào bếp nhìn cảnh này, bao nhiêu buồn tủi tạm thời tan biến. Cuộc sống có khó khăn, nhưng chỉ cần bên cạnh người thân là đã đủ hạnh phúc rồi. Bà phải lạc quan không thể vì những suy nghĩ mơ hồ về tương lai mà phá hỏng cuộc sống đầm ấm hiện tại được tối đó anh vũ cũng về ăn cơm tối việt kể với anh vũ chuyện đã tìm được việc làm anh vũ chúc mừng cậu rồi anh vũ còn nói rằng tầm tháng nữa anh cũng sẽ có tin vui lộc lớn mọi người ai cũng tò mò nhưng anh vũ chỉ cười cười bí hiểm im lặng việt trước giờ chỉ làm công việc bán thời gian thay đổi chia ca làm việc liên tục nên bây giờ làm công việc hành chính vì không quen rất nên cậu khá là buồn ngủ việt được phân công làm ở bộ phận nhân viên hành chính kiêm thủ thư trong túi quần khi nào cũng phải thủ sẵn kẹo bạc hà cái loại kẹo cậu cực kỳ ghét cái vị the của nó nhưng giờ nó thành cứu tinh của cậu để trị cơn buồn ngủ việt làm ở trường tiểu học tư nhân vẫn đang là học hè Cha mẹ của bọn trẻ đều là người có tiền có quyền, nên quy định nhiều thứ. Nhiều khi cha mẹ đến đón con trẻ, công việc của cậu là phải ở lại cùng bọn trẻ cho đến khi đứa trẻ cuối cùng được đón về. Nhận được tháng lương đầu tiên, mặc dù không đúng ngành cậu học, nhưng Việt vẫn vui vẻ mời mọi người đi ăn lẩu một bữa. Cậu làm hơn một tháng, đang bắt đầu quen với công việc văn thư hành chính, thì trường khai giảng. Đồng thời phát triển lên dạy song ngữ nên thiếu người, điều cậu Sang đứng lớp dạy học. Việt cũng chấp nhận, Việt học sư phạm toán, cậu chỉ thực hành những thứ cậu biết và quan sát được. Vì lớp học ít học sinh nên Việt cũng dễ dàng trong việc quản lý và giảng dạy. Nhận được phản hồi tốt từ học sinh nên Việt được chính thức ký hợp đồng sau 2 tháng thử việc. Cậu còn được nhà trường khuyến khích học thêm tiếng Anh để sau này trường đạt chuẩn quốc tế rồi sẽ chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong bữa cơm tối, Việt đem tin vui báo cho cha mẹ, sau này trường chuẩn quốc tế rồi thì mức lương sẽ khác, cuộc sống sẽ khá hơn. Nghe được tin này, cha mẹ cậu cười đó nhưng mẹ cậu như có tâm sự. Việt tò mò, "Sao vậy mẹ? Có chuyện buồn ạ?" À? "Là anh Vũ của con, mấy nay nó đi làm về lúc 1 đến 2 giờ sáng, người toàn mùi rượu thôi." cuối tuần cũng chỉ nằm ngủ trong phòng mẹ hỏi chuyện nhưng nó lắc đầu hay là anh ấy với bạn gái giận dỗi gì nhau ừ ba cũng nói vậy mà mẹ còn cứ nghĩ mấy chuyện đâu đâu ông đại cũng lên tiếng đồng ý với việt vợ ông chỉ hay lo lắng thừa việc anh vũ của cậu đi làm về khuya là có cũng có thể là đi nhậu nhưng sau lần này mẹ cậu lại lo lắng đến vậy việt nghĩ là anh vũ với bạn gái cãi nhau nên buồn tình thôi. Vài ba hôm sau làm hòa thì lại vui ngay ấy mà. Không, mẹ điện cho chị Trang hỏi nhưng mà toàn không liên lạc được. Bà hiền xúc chén cơm đưa cho Việt. Cả tuần nay, vì thấy Vũ về nhà muộn, bà điện thoại hỏi thăm Trang, là bạn gái của Vũ thì không liên lạc được. Bà lo con trai buồn chuyện gì mà xa đọa, Vũ còn trẻ, đêm nào cũng uống bia rượu liên tục, rất hại bao tử chuyện này lâu chưa mẹ? Việt hỏi mẹ cậu rồi đâm chiêu. Việc chị Trang, bạn gái anh Vũ không nhận điện thoại. Quả thực rất lạ. Trước đây, hai người họ cãi nhau. Anh Vũ luôn nhờ mẹ cậu gọi để xin lỗi. Vì chị Trang khi giận dỗi, luôn từ chối điện thoại của anh Vũ, nhưng luôn nhận điện thoại của mẹ cậu. Cả tuần rồi con, Tối nào mà Vũ nó về nhà say là chiều hôm sau mẹ gọi hỏi thăm con Trang liền. Đúng lúc đó, có tiếng mở cổng, là anh Vũ về. Anh chỉ lên tiếng chào cha mẹ rồi lên cầu thang đi thẳng về phòng. Bà Hiền lo lắng hỏi thăm chuyện cơm nước thì Vũ chỉ nói là đã ăn rồi. Việc thế cảnh này, có chút tư lự. Cậu ngẫm lại, đúng thật là gần đây cậu ít gặp anh Vũ thật. Việc đi làm về, ăn cơm rồi lo soạn giáo án cuối tuần có ngày nghỉ thì ở nhà phụ mẹ cắt chỉ áo quần hoặc đi giao hàng cho mẹ nhưng cũng không thấy anh vũ ở nhà vì anh vũ có ngày nghỉ thì thường đi chơi với bạn gái hoặc đi nhậu ở nhà đồng nghiệp nên cậu cũng không lấy làm lạ việt dự tính ăn cơm xong sẽ lên phòng hỏi chuyện với anh vũ cậu tính là một chuyện nhưng khi lên tới nơi thì cửa phòng anh vũ đã khóa gõ cửa thì anh vũ bảo mệt nên việt cũng thôi cậu về phòng nhắn tin hỏi thăm anh anh nhắn lại cậu là công việc có chút khó khăn nên áp lực bảo cậu đừng lo lắng việt nói rằng là cha mẹ mới lo lắng chứ cậu nào biết gì việt còn hỏi chuyện anh vũ và chị trang anh vũ cũng chỉ nhắn lại một câu mập mờ khó khăn rồi sẽ qua thôi việt cũng không nghĩ nhiều đoán là chị người yêu giận dài rồi công việc gặp biến cố nên anh vũ buồn chán thôi việt tắt điện thoại đi ngủ nhớ lại chuyện anh vũ với chị trang cậu chẳng hiểu ngoài kia thế giới yêu đương kiểu gì chuyện tình cảm nam nữ phức tạp thật cậu cũng từng rung động với một vài người nhưng chưa có ai khiến cậu phải tình nguyện suy sụp đến vậy nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là tại vì cậu chưa gặp đúng người thôi thôi cậu cần đi ngủ mai còn phải đi dậy việt thở một hơi thoải mái rồi chìm vào mộng đẹp sáng chủ nhật cuối tuần vì hôm trước làm lễ chúc mừng ngày nhà giáo nên việt cũng có chút mệt mà ngủ dậy muộn cậu vệ sinh cá nhân đi xuống nhà thì thấy anh vũ đang ngồi cắt chỉ mẹ cậu thì đang ngồi may áo thun hai người nói chuyện vui vẻ việt tưởng mình đang còn ngủ mơ nên tát má mấy cái tới khi thấy đau thì vội chạy tới ngồi xồm nhìn anh vũ như nhìn sinh vật lạ rất lạ mà. Anh Vũ ở nhà ngày Chủ Nhật, lại còn phụ mẹ cắt chỉ. Đúng thiệt, sắp có bão nên anh cậu mới cư xử kỳ lạ như vậy. Anh Vũ thấy Việt nhìn mình xăm soi thì la mắng. Ngủ giờ này mới dậy, biết mấy giờ không? Gì đấy, Chủ Nhật mà anh, cho em ngủ thêm tí có chết ai? Ờ, để cho nó ngủ, đi dậy cả tuần mệt rồi. Đó, mẹ còn bảo vậy mà. Việt nhìn anh cậu ở nhà, có chút vui vẻ mà tinh thần phấn chấn hơn. Sao trước giờ mẹ không nói con? Nói mà còn có nghe đâu Vũ, sáng dậy không thèm ăn sáng, phóng xe đi một mạch tới tối, nói bao lần, con cũng chỉ bảo là con biết rồi. Có không mày? Vũ nhìn qua Việt nhíu mày. Có, sáng chủ nhật nào mẹ cũng không đạp máy may để cho hai anh em ngủ thêm đó là anh không để ý thôi vậy à vũ trả lời giọng buồn buồn cúi đầu cắt chỉ bà hiền ngồi máy may chỉ nhìn thấy đỉnh đầu con trai chẳng biết được con trai bà đang nghĩ gì việt ngồi nhìn anh vũ im lặng cũng chán đi ra bếp phụ cha cậu nấu cơm trưa ăn cơm trưa vừa xong thì bà hiền có điện thoại từ nhà xe ra lấy hàng là hàng của dì Hảo ở ngoài quê gửi vào. Vũ đang rửa chén. Nghe mẹ cậu nói chuyện điện thoại thì vội rửa tay rồi đội nón bảo hiểm vào. Đi ra mở cổng nhà. Việt ngớ người khi thấy anh Vũ dắt xe máy ra. Nhưng đến khi mẹ bảo cậu là hàng nhiều nên đi xe hai xe thì Việt cũng thôi. Cậu hay nghĩ vớ vẩn quá. Hàng của dì hay gửi vào ngày Chủ nhật. Chỉ có mình Việt hoặc mẹ cậu đi chở. Này chắc anh Vũ biết hàng nhiều nên ở nhà phụ giúp thôi cả chiều chủ nhật anh vũ ở nhà có trái cây ở quê gửi vào anh cũng tìm ăn rồi than thở nhớ quê muốn về mà không được rồi thấy có mắm thì bảo mẹ cậu tối hấp mắm ăn cả pháo việt nhìn mọi người được ngày chủ nhật đông đủ mẹ cậu cũng quên hết chuyện lo lắng sức khỏe anh vũ cười nhiều hơn ăn cơm tối xong anh vũ xuống nhà coi phim với cha mẹ việt thì về phòng soạn giáo án Tới 10 giờ tối, cậu chuẩn bị đi ngủ, nhìn qua phòng anh Vũ thì thấy cửa phòng mở, nhưng không có ai. Việt đi xuống dưới nhà, một mình anh Vũ ngồi ở phòng khách. Anh Vũ ngồi lặng lẽ như một pho tượng, không nói, không cử động, mắt vô hồn nhìn tivi. Việt thấy có phần đáng sợ nên vội hỏi, "Anh chưa ngủ à?" "À, anh lên ngủ đây." Nghe tiếng người anh vũ quay lại cười nhợt nhạt trả lời rồi đứng dậy anh vũ đang đi cầu thang thì việt ngăn anh lại anh có tâm sự à không anh giấu ba mẹ chứ không giấu được em đâu à à chuyện tình cảm ấy mà anh em đàn ông con trai với nhau kể em nghe đi có gì đâu thì anh với chị trang chia tay thôi chia tay thôi cũng có gì đâu mà buồn dữ vậy anh không người này thì lấy người khác việt cũng là nói ra suy nghĩ của cậu một đứa con trai chưa có nổi mảnh tình vắt vai cậu nghĩ đơn giản thôi hết người này thì yêu người khác đất nước này có gần trăm triệu con người cơ mà ờ không người này thì có người khác anh vũ cười vỗ vai việt bỏ lại một câu đó rồi đi về phòng việt khó hiểu nhìn theo không lẽ chia tay bạn gái rồi anh vũ biến thành người khác việt nhún vai không muốn suy nghĩ nữa nên cũng đi về phòng việt nằm trên giường nghịch điện thoại cậu vào mạng xã hội đang lướt nhanh tin tức thì thấy một người đổi ảnh đại diện thành màu đen lướt nhanh quá đến khi quay lại thì không thấy nữa muốn hỏi thử coi là ai có tang hay sao nhưng không thấy nữa thì cậu cũng thôi tắt điện thoại rồi đi ngủ đêm đó bà hiền không ngủ được trong người có một cảm giác nôn no nao bồn chồn. Bà thức dậy cả đêm, sợ sẽ phiền chồng nên bà đi ra ngoài phòng khách. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, bà ngồi tĩnh tâm trong phòng khách, muốn chấn an mình. Nhưng tiếng xe máy của những người đi làm sớm, lâu lâu vẫn xẹt ngang cửa nhà, tiếng lách cách mở cửa bên nhà hàng xóm, rồi tiếng còi xe ô tô ngoài đường lớn. Dù ở xa nhưng vì đêm tối tĩnh lặng nên bà vẫn nghe thấy, khiến bà không bình tâm được. Bà Hiền đi lên lầu, thấy cửa phòng hai đứa con trai vẫn đóng chặt. Bà yên tâm, về lại phòng ngủ. Ông Đại thấy bà về cũng nói vui là, bà cười cả ngày nhiều quá nên giờ hưng phấn mà khó ngủ. Bà Hiền cũng nghĩ như vậy, cười nhẹ rồi cũng lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, đầu tuần thứ hai, ngày mệt mỏi của những con người phải dậy sớm đi làm. Việt cũng đã tỉnh dậy, thứ hai chào cờ nên phải lên lớp sớm sáu giờ cậu xuống nhà để ăn sáng định là sáu giờ ba mươi phút đi lên trường là vừa cậu sau bao nhiêu lần chịu cảnh kẹt xe thì cuối cùng cũng tìm được đường hẻm dễ đi tuy xa hơn nhưng không sợ trễ giờ vào lớp việt xuống nhà thấy mẹ cậu đang nấu xương với miến ngày hôm qua dì hảo gửi vào thì thích thú ngồi xuống ăn thì mẹ cậu bảo lên kêu anh vũ đi việt anh ngủ quên rồi chắc anh xuống giờ đó đi đi việt anh con sắp chế làm rồi ông đại lên tiếng lo lắng nhìn đồng hồ vũ đi làm trong trung tâm thành phố rất hay bị kẹt xe nên nhờ ông sáng sáng phải lên gọi dậy lúc nãy ông có lên gõ cửa phòng vũ để kêu nó dậy nhưng không có tiếng trả lời vợ ông thì bảo để con nó ngủ thêm vâng việt thấy cha cậu thúc giục thì cũng nghe lời mà đi lên phòng anh vũ việt gõ cửa nhẹ nhàng một hồi không phản ứng cậu đập mạnh cũng không nghe thấy tiếng ngái ngủ hay chửi thề của anh vũ vì bị phá giấc ngủ việt mở điện thoại gọi điện thì thuê bao không liên lạc được việt bỗng nhớ tới hình đại diện màu đen tối qua cậu vừa đập cửa vừa căng mắt trên điện thoại lướt tìm tên anh vũ trong danh sách bạn bè không có tài khoản của anh ấy đã biến mất việt có chút hoảng cậu lật đật chạy xuống nhà cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà hỏi mẹ. "Mẹ, chìa khóa sơ cua của phòng anh Vũ mẹ để ở đâu?" "Chìa khóa sơ cua hả? Trong tủ tivi trước phòng khách á, mà con tìm làm gì?" Bà Hiền đang múc miến ra tô cho ba cha con, nghe Việt hỏi thì trả lời. "Dạ, không có gì." Việt trả lời rồi vội chạy ra phòng khách lục lọi, tìm được chìa khóa rồi lại chạy lên mở cửa phòng anh Vũ. Thấy Việt chạy ầm ầm, bà Hiền nhíu mày rồi cũng đi lên lầu xem thử. Việt mở cửa phòng Anh Vũ. Anh Vũ mặc áo sơ mi, quần dài, nằm siêu vẹo nơi mép giường, nhìn như là người đang ngủ, nhưng sao lại ngủ ở tư thế khó coi như vậy. Việt lướt mắt nhanh trong phòng, có mấy bãi chất nôn nhầy nhụa ở cuối chân giường, trên cái tủ nhỏ đầu giường là ba vỉ thuốc chỉ còn vỏ, thuốc đã hết. Việt vội sờ người anh Vũ, muốn lay anh dậy, nhưng người anh cậu lạnh toát. Việt run run, đưa tay lên mũi anh Vũ thì vẫn cảm thấy hơi thở rất yếu ớt. Cậu thấy mẹ đang đi vào phòng, thì liền cất vội mấy vị thuốc vào túi quần rồi bảo anh Vũ hình như bị ngất xỉu mẹ ạ, để con gọi taxi. Sao khi không lại ngất xỉu, sao người nó lạnh thế này? Bà Hiền nhìn Vũ nằm trên giường hoảng hốt chạy lại sờ nắn người vũ cái lạnh từ da thịt của vũ khiến bà rùng mình bà như mất trí mà lay người vũ vũ ơi dậy đi làm đi con sao lại ngất xỉu vậy tối qua con đâu có uống rượu ông đại lúc này cũng lên tới việt liền nhờ ông ở với mẹ cậu sẽ giải thích sau rồi việt chạy vội xuống nhà cậu không biết anh vũ đã gặp chuyện gì nhưng anh ấy tự mình kết thúc mạng sống như vậy cậu quả thật không hiểu việt chân trần chạy từ trong hẻm ra ngoài đường lớn cậu muốn tìm taxi nhưng không thấy chiếc nào việt lấy điện thoại để gọi nhưng phải chờ rất lâu vừa hay lúc này có một chiếc xe hơi màu đen đi tới việt mất bình tĩnh mà chạy ra đập mạnh vào xe ô tô may mà tài xế đang chạy chậm nên rất nhanh mà đã dừng lại kính xe hạ xuống một người đàn ông thò đầu ra nhìn việt chửi có bị điên không chú chú giúp cháu chở anh cháu đi bệnh viện với bao nhiêu tiền cũng được việt giọng nghẹn ngào nói với người đàn ông chửi cậu điên cũng được giờ anh vũ đang bị như vậy cậu cũng muốn điên lắm đây người đàn ông thấy việt đang mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng lịch sự nhưng chân không mang dép đôi mắt như chừng sắp khóc thì ông ấy cũng nguôi cơn giận rồi hỏi người đâu việt liền năn nỉ ông chú đứng chờ cậu lại chạy vô cái hẻm nhỏ vào nhà mình đi vào nhà lên phòng anh vũ mẹ cậu đang thoa dầu cho anh cậu việt hét lớn mẹ đi ra đi anh ấy bất tỉnh rồi không có tác dụng đâu việt đi lại nhờ cha cậu đỡ anh vũ rồi cậu cõng anh chạy bộ ra ngoài đường lớn chỉ mong người đàn ông đó đừng đi bà hiền sau một giây thẫn thờ thì cũng nhanh chóng chạy theo việt đang cõng vũ trên lưng mà mếu máu khóc ông đại cũng đi theo tới chỗ xe hơi người đàn ông cũng phụ việt đỡ anh vũ người đàn ông ngửi thấy mùi dầu gió thì bực bội mà lo rằng xe của ông sẽ dính mùi mấy người quanh đó thấy vậy cũng hỗ trợ để đỡ anh vũ vào xe việt quay lại thấy mẹ cậu cứ đòi đi theo cậu nói với cha ba đưa mẹ về nhà đi có gì con gọi điện báo tin rồi việt ngồi xuống an ủi mẹ cậu mẹ mẹ nghe con ở nhà với ba đi anh vũ có con là được rồi rồi việt cũng lên xe người đàn ông vội lái xe đi bà hiền ngồi khóc những người hàng xóm đứng hóng chuyện cũng biết hoàn cảnh của bà khuyên bảo bà về nhà trước bà giờ đi theo cũng có làm được gì để bác sĩ lo bà hiền ngồi một lát lau nước mắt rồi cũng nghe lời mói người xung quanh bà nhìn theo bóng chiếc xe chở hai đứa con trai của bà mất hút ở cuối con đường rồi lầm lũi theo chồng đi về vì ngay giờ cao điểm nên kẹt xe việt ngồi trên xe tim đập như trống anh vũ thì đang nằm gối đầu lên chân cậu vì xe chật nên anh vũ không thể nằm thẳng người anh vũ mặc đồ lịch sự như thể chuẩn bị đi đâu anh ấy là muốn đi xa muốn phải luôn tươm tất trước mắt mọi người việt đau lòng sờ người anh vũ da rẻ anh lạnh như băng anh ấy đang đổ mồ hôi có lúc cậu đã không còn cảm thấy hơi ấm từ người anh cậu nữa cậu vì sợ không tự chủ mà rơi nước mắt người đàn ông lái xe qua kính chiếu hậu nhìn tới anh vũ rồi nhìn sang việt mà hỏi thăm anh trai hay em trai cháu vậy bị làm sao cháu không biết chú ạ à? ngủ dậy thì thấy anh ấy hôn mê như vậy rồi có uống gì không nghe tới đây việt vội lục túi quần lấy một vì thuốc cậu tìm điện thoại rồi tra tên thuốc kết quả hiện ra là thuốc ngủ liều cao việt vô hồn nhìn ra ngoài cậu đã luôn tránh nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng anh vũ thật đã làm chuyện dại dột sao vậy cháu người đàn ông thấy việt không trả lời nên hỏi lại dạ cháu nghĩ anh cháu uống thuốc ngủ quá liều ờ ra vậy khó ngủ à cháu không biết chú à con trai chú lớn của chú cũng vậy từng một lần uống thuốc chống trầm cảm quá liều nhưng con chú vẫn còn tỉnh táo nôn ra kịp thời nên vẫn ổn hay ra người trẻ mà thời nào cũng vậy gặp chuyện khó khăn là tìm đến thuốc để giải quyết việt cũng chẳng nghe được gì Cậu nhìn dòng người chen chúc, rồi nhìn anh Vũ, lo lắng cắn móng tay đến chảy máu. May mắn đến đoạn đường có đèn xanh đèn đỏ, người đàn ông lái xe vội rẽ vào con đường đến bệnh viện. Đoạn này vắng nên chạy nhanh. Tới cổng cấp cứu, Việt lại cõng anh Vũ đi vào, người đàn ông cũng nhiệt tình đi theo, hô hào cho mọi người tránh né. Việt đặt anh cậu lên một băng ca trống, có chị điều dưỡng đang khám cho giường bên cạnh nhìn qua rồi hỏi thăm bệnh nhân bị gì vậy người nhà uống thuốc ngủ quá liều cô ơi ông chú lên tiếng thay việt đang thở hổn hển vì mệt chị điều dưỡng nhíu mày rồi hỏi có mang thuốc theo không dạ đây ạ à. việt vội lấy vì thuốc đưa cho chị điều dưỡng chị cầm lấy xem rồi chị ấy kiểm tra mắt miệng anh vũ lên tiếng gọi to nhéo đùi nhưng anh Vũ không phản ứng thì hỏi tiếp. Bệnh nhân uống nhiều không? Dạ, bà vị. Việt cầm trên tay cái vị thuốc mà chị điều dưỡng đưa trả, rồi lôi trong túi quần ra thêm hai cái vị thuốc rỗng. Chị điều dưỡng nhìn thấy thì vội chạy đi. Lát sau, có hai bác sĩ đi lại thăm khám anh Vũ, rồi hỏi Việt về thời gian phát hiện anh ấy trong tình trạng này. Việt cũng chỉ khai những gì cậu nhớ anh Vũ nói chuyện với cậu rồi về phòng đi ngủ lúc đó là gần 11 giờ. Sáng 6 giờ vào thì đã thấy anh ấy như vậy. Bác sĩ nghe rồi thì bảo anh Vũ uống thuốc quá liều, dẫn đến hôn mê sâu, nên cần nhập viện ngay để rửa dạ dày, tránh để lâu sẽ mất ý thức, ảnh hưởng tính mạng. Việc nghe lời, nhanh chóng đi làm hồ sơ nhập viện. Cậu đi đóng tạm ứng viện phí với mua thuốc quay lại. Đưa thuốc xong thì họ bảo đẩy anh cậu đi. Việt đi theo. Họ đẩy anh cậu vào phòng hồi sức đặc biệt. Họ thay cho anh Vũ áo quần bệnh nhân rồi bảo ra ngoài chờ. Việt cầm quần áo của anh Vũ, ngồi ở hành lang chờ. Người đàn ông chở hai anh em cậu vào viện thì đã về từ lúc nào. Việt muốn gửi tiền sang nhưng ông chú đó từ chối rồi đi mất tiêu. Việt gọi điện lên trường học xin nghỉ dạy một ngày. Vì cậu nghỉ đột xuất nên bên kia có vẻ khó chịu. Việt cũng không quan tâm nữa. Anh Vũ sống chết như thế nào cậu còn chưa biết, không còn hơi sức lo chuyện khác. Việt cũng gọi về cho mẹ, cậu nói dối là anh Vũ có tỉnh lại, được trích thuốc nên ngủ rồi, cậu sẽ ở lại với anh. Mẹ cậu vẫn lo lắng rồi dặn dò cậu ăn uống. Việt dạ rồi tắt máy. Việt ngồi đợi đến trưa thì có chị điều dưỡng đi ra thông báo, đã làm sạch dạ dày cho anh Vũ. Bây giờ sẽ truyền thuốc lợi tiểu kết hợp với dịch muối để làm loãng máu và loại bỏ thuốc an thần trong cơ quan qua đường thận chị điều dưỡng nói anh vũ vẫn còn hôn mê sâu bây giờ việt phải mua thêm thuốc để truyền vào việt hỏi xin chị ấy cho cậu vào thăm anh vũ nhưng chị điều dưỡng bảo không được đây là khoa hồi sức tích cực người nhà chỉ được vào thăm vào thứ năm hàng tuần có việc gì thì nhân viên y tế sẽ gọi điện thoại việt cũng đành nghe theo mua thuốc đem lại cho chị điều dưỡng rồi việt ra cổng bệnh viện vẫy xe ôm chở cậu về về nhà việt vì đói mà nhanh chóng vào bàn ngồi ăn cơm mẹ cậu thì hỏi chuyện anh vũ việt cũng không giấu nữa cậu cũng nói lại những gì bác sĩ nói với cậu nghe xong cả hai người ngồi đừ ra rồi mẹ cậu bắt đầu khóc cha cậu thì một bên an ủi việt ăn vội rồi đi lên lầu cậu vào phòng anh vũ phòng đã được mẹ cậu dọn sạch cái bãi nôn đã không còn việt tìm điện thoại anh vũ không lên nguồn cậu cắm sạc rồi đi quanh phòng anh vũ lục tìm việt cũng không biết là mình đang làm gì cậu chỉ muốn tìm một thứ gì đó thứ có thể cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra với anh vũ khiến anh ấy đến bước đường cùng như vậy việt kiếm không có gì cậu ngồi xuống giường lấy điện thoại của mình ra tìm tên chị trang trong danh sách bạn bè không có cậu tìm kiếm ngoài cũng không được việt liền tạo một cái tài khoản ảo tìm tên chị trang thì xuất hiện việt cười khẩy là chị ấy chặn cậu việt nhắn tin hỏi thẳng chị trang rằng có chuyện gì đã xảy ra với anh vũ chỉ vài giây sau khi đã xem tin nhắn của việt chị trang đã chặn luôn cái tài khoản ảo của cậu việt bực bội ném điện thoại lên bàn mệt mỏi nằm lên giường anh vũ việt bỗng nhớ đến đồng nghiệp của anh vũ cậu lấy điện thoại anh Vũ, sạc nãy giờ đã có chút pin, bật lên nguồn, nhưng có mật khẩu khóa màn hình, Việt thử mấy lần đều không được. Việt lại mò lấy điện thoại mình, mở danh bạ của cậu để tìm đồng nghiệp hay bạn bè của anh Vũ. Việt không thích nhậu, nên những lần bạn bè hay đồng nghiệp của anh Vũ tới nhà, cậu sẽ lấy lý do học bài mà né tránh. Bây giờ Việt phải căng mắt tìm lấy một khuôn mặt thân quen để còn gọi điện xin nghỉ làm cho anh Vũ. Cuối cùng cũng thấy được một người để ảnh đại diện dễ nhìn. Vũ nhắn tin nhờ người đó xin nghỉ làm dài ngày cho anh Vũ. Một lát sau, người đó gọi lại. Vũ chọn nghe. Người đàn ông hỏi: "Là em trai của Vũ hả? Dạ, anh Vũ nghỉ việc cả tháng rồi mà em." Việt đang nằm dài trên giường, nghe tin này liền ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi lại: "Anh Vũ nghỉ việc rồi á à. ở ừ. nghỉ đột xuất không báo trước nghỉ với một người nữa trong cùng văn phòng nghe đồn mấy người làm ăn lớn gì đấy anh không rõ Việt nhíu mày tay day day thái dương rồi hỏi tiếp anh có thể cho em xin số điện thoại người đó không ạ à? không được em ơi mấy cái như số điện thoại là thông tin riêng tư của người khác không tiện chia sẻ. Mà anh Vũ đâu? Sao em không hỏi anh ấy? Việt thở dài. Cái cổ họng khô khốc. Cậu nuốt nước miếng khan. Việt hạ giọng mà nói vào điện thoại. Anh Vũ uống thuốc ngủ tự tử anh ạ. Đầu dây bên kia im lặng. Việt đang muốn nói tiếp thì có bóng người bước vào phòng. Việt nhìn lên. Là mẹ cậu. Bà Hiền hỏi dồn, Giọng nghẹn nghẹn. Con vừa nói cái gì vậy Việt? Anh Vũ của con làm sao hở Việt? Con đang nói chuyện với ai vậy? Tự tử cái gì? Ai tự tử? Việt vội để điện thoại xuống giường. Bà Hiền nói chưa hết câu đã ngồi bệt xuống nền nhà. Tay đấm thùm thụp vô ngực khóc nấc lên. Việt đi lại đỡ mẹ ngồi lên giường. Bà Hiền không còn chút sức mà ngã nằm xuống. Cha cậu cũng vừa lúc từ ngoài cửa đi vào. Ông không hiểu chuyện gì nhưng cũng lại ngồi kế vợ. vuốt ngực cho bà dễ thở. Rồi lau nước mắt cho bà việt bật quạt cũng ngồi xuống bên cạnh việt tìm lại cái điện thoại của cậu người đồng nghiệp của anh vũ đã tắt cuộc gọi nhưng để lại tin nhắn rằng sẽ xin số điện thoại của người đó cho việt cậu cũng nhắn lại một tin cảm ơn thấy mẹ chỉ nằm im sụt sịt việt cũng giải thích với hai người rằng chỉ là cậu suy đoán còn anh vũ đã làm gì thì phải đợi anh ấy tỉnh lại hỏi mới biết bà nó à tôi không biết thằng vũ nó giấu chuyện gì nhưng giờ nó đã ở trong bệnh viện rồi mạng cũng giữ lại được rồi bây giờ bà có khóc lóc cũng đâu thay đổi được gì ông đại an ủi vợ thằng vũ con ông cũng phải bị áp lực chuyện gì đó thì mới làm chuyện dại dột giờ muốn biết thì cũng phải chờ nó tỉnh lại trước đã nó có gì thì nói với em với anh hay thằng việt cũng được cứ im im rồi chịu đau chịu khổ một mình như vậy à trời ơi là trời con ơi là con bà hiền nói lại trực trào nước mắt việt nhìn mẹ cậu khóc lóc với than thở cậu có chút nhức đầu nên xin phép về phòng riêng việt đi rồi ông đại có chút của trách vợ bà đó vũ nằm viện tôi biết bà thương bà lo cho nó tôi cũng lo nhưng bà để cho thằng việt nó thở với thằng việt cũng lo tôi xin bà đó đừng có khóc nữa đừng làm khổ thêm thằng việt bà hiền lúc này đã ngồi dậy nhìn ra ngoài nhìn đến cánh cửa phòng việt đang đóng lại bà thẫn thờ rồi cũng nghe lời chồng lau nước mắt rồi đi xuống nhà làm cơm tối ông đại cũng thở dài đi theo ông lại nhìn đến cánh tay vì chạy thận mà sưng tấy ông mới là người làm khổ ba mẹ con ông mới nên là người nằm trong kia thay vũ mới đúng việt về phòng vì mệt mà ngủ thiếp đi tới chiều nhờ chuông điện thoại mà cậu tình là của bệnh viện gọi vào mua thuốc. Việt nhanh chóng thay áo quần, báo với cha mẹ rồi lấy xe chạy đi. Việt mua thuốc và một ít khăn ướt với tá người lớn theo tờ giấy chị điều dưỡng đưa. Cậu còn hỏi là anh Vũ tỉnh chưa? Chị điều dưỡng bảo là anh Vũ có mở mắt nhưng chưa vẫn chưa có nhận thức. Còn bảo Việt đừng lo lắng. Anh Vũ có tỉnh là đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Việt cảm ơn đứng ở hành lang bệnh viện thở dài cậu mở điện thoại có tin nhắn của người đồng nghiệp của anh vũ gửi đến một số điện thoại với tên hưng cũng hỏi thăm tình hình anh vũ việt nhắn lại tin cảm ơn rồi bảo anh vũ đã qua cơn nguy kịch việt ngồi xuống bấm gọi lần đầu không có ai nhấc máy việt gọi lần thứ hai may mắn có người nghe điện thoại việt cũng trình bày tình cảnh của anh vũ rồi hẹn gặp mặt cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi người kia cũng đồng ý việt tắt máy rồi chạy đi lấy xe để đến chỗ hẹn tới quán cà phê việt vừa nhìn thấy người tên hưng đó thì nhận ra ngay người này cũng vài lần đến nhà cậu cậu vừa ngồi xuống thì anh hưng liền hỏi vũ sao rồi em già qua giai đoạn nguy hiểm rồi anh ạ à. ừ việt thấy anh hưng im lặng hút thuốc cậu không biết nên bắt đầu như thế nào thì anh Hưng lên tiếng. Sao Vũ nó lại làm chuyện ngu ngốc vậy chứ? Mất thì làm lại, suy nghĩ nông cạn quá. Dạ, nhưng vì lý do gì mà anh với anh Vũ lại nghỉ việc ạ? À? Tất cả là do con Trang, bạn gái của thằng Vũ cả. Anh Hưng vứt cái tàn thuốc, phà ra hơi khói cuối vào không trung, rồi bắt đầu kể. Con Trang bảo với Vũ là nó đang làm tài chính cho người anh họ dù thằng vũ đầu tư vũ chiều bạn gái đầu tư một ít một tháng sau thì người anh họ đó thông báo lời gấp ba vũ thấy ham nên rủ anh anh cũng chơi một ít thấy chỉ hai tháng mà đã lời gấp năm gấp sáu không cần phải làm gì anh cũng nghi ngờ hỏi thăm tin tức nhưng con trang với anh họ nó bảo không biết bọn nó cũng chỉ là cấp dưới thôi rồi khi vũ nó nhận được tiền lời thật vào túi thì nó mở mắt xin nghỉ làm cũng tham gia công ty đó anh thì cũng muốn nghỉ làm lâu rồi nên chỉ là nghỉ theo vũ thôi anh cũng không tin tưởng lắm nên đầu tư ít còn anh vũ của em thì nghe đâu vay mượn rồi đầu tư vào đó mấy trăm triệu phục vụ cũng đem cà phê ra anh hưng nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp tới hơn một tuần trước hai ngày sau khi anh và thằng vũ đưa tiền cho tụi nó cả anh với vũ đều không liên lạc được với con trang hay thằng anh họ của nó đi hỏi thăm khắp nơi thì ai cũng không biết cái công ty tài chính gì đó của anh họ con trang cũng bốc hơi theo số tiền mà bọn anh góp vào anh liền lên đồn công an tố cáo lừa đảo thì mới biết là có nhiều người cũng bị cái công ty ma đó lừa gạt mà con trang với thằng anh họ của nó mà có phải anh họ gì đâu em đó là bạn trai của con trang anh vũ bị con nhỏ đó lừa cả năm nay tụi nó đi khắp nơi lừa người nhiều rồi cứ lấy tiền người góp ít để đưa cho người góp nhiều để lấy lòng tin mấy bữa trước anh với vũ buồn đời nhậu say anh hỏi vũ sao mà tin lời con trang đó vũ nó bảo là con trang đang mang thai nên vũ muốn kiếm tiền nhanh để mua nhà tổ chức đám cưới đúng thiệt lòng dạ đàn bà hiểm ác anh tố cáo bọn họ cho công an rồi ạ à. vậy công an bắt được chưa anh anh hưng lắc đầu hai tụi nó ôm được số tiền lớn đó cả mấy tỷ chứ không ít giờ chạy đi càng xa càng tốt à không chừng đã ra nước ngoài rồi cũng nên tố cáo vậy thôi chứ anh chẳng hy vọng việt thường người ngồi nghe anh hưng cũng kể tiếp là anh ấy và anh vũ cũng dự định tìm công việc mới rồi làm lại từ đầu nhưng không hiểu sao anh vũ lại làm chuyện điên khùng như vậy có lẽ người anh của việt đã không chịu nổi cú sốc lớn bị lừa cả tình lẫn tiền như vậy hai người ngồi một lúc trời cũng nhá nhem tối nên việt cũng xin phép về việt không biết phải nên nói chuyện này với cha mẹ cậu như thế nào thôi thì để anh vũ tỉnh lại rồi anh ấy sẽ tự nói cho hai người họ ngày hôm sau việt vẫn quay lại trường để đi dạy giữa trưa bệnh viện điện thoại cậu và mua thuốc cho anh vũ việt bỏ cả nghỉ trưa phơi mình giữa trời nắng chạy qua bệnh viện rồi lại quay về trường đến chiều khi đang chen chúc trong dòng người để về nhà việt nhận điện thoại của mẹ cậu giọng bà có chút hoảng sợ bà bảo việt về nhà gấp có người đến nhà cậu đòi nợ việt cũng dặn bà bình tĩnh cậu đang trên đường về việt cười nhạt không cần đợi đến khi anh vũ tỉnh dậy bây giờ bọn người cho anh vũ vay tiền đã tìm đến nhà thì cha mẹ cậu rồi cũng biết cả thôi ngày thường việt ước kẹt xe sẽ nhanh hết để con về nhà nhưng nay cậu lại mong cậu sẽ kẹt ở đây lâu hơn một chút cậu không muốn về nhà không phải việt không lo cho cha mẹ cậu biết chủ nợ đến nhà thì cũng chỉ đe dọa cho con nợ trả tiền sớm thôi không dạy gì mà làm hại con nợ còn nợ không làm việc được thì ai trả tiền cho họ nhà cậu cũng chẳng có gì đáng giá để mà siết việt đứng chờ ở đèn xanh đèn đỏ vì chờ lâu nên cậu tắt máy xe nhìn dòng xe lớn đang chạy trước mặt xe container xe ben xe buýt nối đuôi nhau chạy không ngừng việt nghĩ nếu giờ cậu vặn tay ga lao vào dòng xe đó cậu có được giải thoát việt nhìn xuống con xe sirius cũ của mình rồi mắt cậu nhìn đến tay vặn ga cậu đang tính đưa tay lên thì tiếng còi xe sau lưng vang lên làm việt giật bắn đèn đã chuyển qua xanh việt vội vàng khởi động xe rồi chạy đi tay cậu tát má mình cậu vì mệt mà lại suy nghĩ linh tinh rồi cậu thò tay vào túi quần muốn tìm cái kẹo cao su để nhai cho tỉnh việt chỉ lấy ra được cái kẹo sô cô la của mỹ do một con bé học sinh tặng cậu lúc ra về Việt cũng xé vỏ kẹo rồi cho vào miệng. Khi vị đắng nguyên bản của ca cao làm Việt tỉnh táo hẳn, cậu cảm nhận vị đắng của sô-cô-la, cũng là cái vị đắng của cuộc đời cậu. Về tới nhà thì kẹo hết lớp sô-cô-la, đến lớp sữa béo ngậy ở giữa, Việt vì cái ngọt mà có chút dùng mình, nuốt nhanh cái kẹo, cậu dựng xe rồi đi vào nhà. Trong nhà có hai người đàn ông, một người mặc áo vest quần Âu lịch sự còn người kia thì ăn mặc đồ thể thao dáng đô con mặt mũi bặm trợn hai người đó ngồi nhìn quanh căn nhà thấy việt về thì người đàn ông mặc áo vét cất giọng ồm ồm anh em trai có khác nhìn cũng hao hao giống nhau quá nhỉ sao rồi thằng anh của mày sao rồi chào chú anh vũ mượn của chú hết bao nhiêu việt nhìn cha mẹ cậu ngồi đó khép nép đầy sợ sệt cậu đoán là cha mẹ cậu cũng biết chuyện anh Vũ vay nóng rồi nên hỏi thẳng. cậu muốn biết để có thể tính toán mà trả trước. người đàn ông mặc vest nhìn cậu rồi hất cằm về phía bà Hiền. mẹ cậu nhanh chóng đưa cho Việt cái tờ giấy. Việt cầm xem, là bản photo vay mượn tiền, có cả chữ ký lẫn dấu vân tay của anh Vũ. anh Vũ vay hai lần, lần một một trăm triệu, lần sau thì lên hẳn bốn trăm triệu. Đến nay chỉ mới 3 tuần mà tiền gốc lẫn lời đã gần 700 triệu. Việt bối rối. Số tiền này với Việt thì ngoài tầm với. Ngoài khả năng của cậu rồi. Việt lúc này bất mãn. Nói với người đàn ông mặc vest. Bây giờ anh Vũ còn nằm trong bệnh viện. Có gì chú chờ anh ấy về rồi nói chuyện với anh ấy sau. Đó là chuyện của hai người. Còn nhà này lấy được thứ gì thì chú cứ lấy. Cái nhà ghẻ này có biếu không thì tao cũng chẳng lấy thằng anh mày cũng biết sợ đấy. Tự hủy trước khi tao tìm đến. Tao cho gia đình mày thêm một tuần. Thằng Vũ tỉnh thì bảo nó đến tìm tao. Nó không trả tao tiền thì tao lấy nội tạng nó bán. Đừng nghĩ đến chuyện trốn. Coi chừng tao. Người đàn ông mặc vest đứng dậy, nhổ phẹt một bãi nước bọt. Rồi chỉ vào mặt Việt và cha mẹ cậu mà nói từng câu rồi bỏ đi. Việt nhìn theo bóng lưng hai người đó, suy nghĩ mông lung nhìn lại căn nhà ghẻ mà hắn nói, có nên bán nó mà trả tiền cho anh Vũ? Hay lại đi vay chỗ này đắp vào chỗ kia? Chứ cứ đà này, đợi anh Vũ tỉnh lại, thì số nợ đó đã lên tới đơn vị tỷ rồi. Việt ngồi xuống sofa, suy nghĩ nhiều khiến đầu cậu đau như búa bổ. Ông Đại thấy Việt nhíu mày nhắm mắt thì hỏi thăm. Việt lắc đầu tỏ ý không sao. Mẹ cậu thì lại hỏi Việt chuyện gì với Vũ, sao phải vay nóng xã hội đen việt thở dài rồi kể hết chuyện của anh vũ với chị trang và chuyện đầu tư cho cha mẹ nghe cả chuyện anh ấy đã nghỉ việc cả tháng nay mà không một ai để ý bà hiền nghe xong mắt vô hồn nhìn ra ngoài mấy hôm nay bà khóc ngày khóc đêm nước mắt cũng không còn mà rơi ông đại ở một bên an ủi ông bất lực không thể làm gì ông muốn điện về nhờ chú út bán đất để phụ con trai nhưng phải lấy lý do gì đây việt kể xong hết cha mẹ cũng không phản ứng gì nghiêm trọng có lẽ họ cũng phần nào đoán được lý do anh vũ từ bỏ cuộc sống việt như chút được nỗi sợ cũng mệt mỏi mà về phòng riêng nghỉ ngơi việt nằm dài trên giường cái mệt kế đói cũng không làm việt dậy nổi cậu mơ màng mà ngủ thiếp đi lại lần nữa tiếng chuông điện thoại gọi việt dậy việt cầm lên đã 10 giờ đêm màn hình điện thoại là cuộc gọi đến của dượng phúc là người chồng hiện tại của dì hảo việt chọn nghe việt hả cháu vũ đâu rồi mà dượng điện nó không được gọi mẹ cháu cũng không nghe máy chắc anh ấy nhậu say nên không nghe máy dượng ạ à? mà dượng gọi làm gì việt kiếm lý do thay anh vũ cậu không muốn người ở quê biết chuyện xấu hổ của gia đình khiếp ăn nhậu gì lắm thế dượng chuẩn bị mở xưởng gỗ nó cũng từng học cơ khí nên nhờ nó tư vấn để mua mấy cái máy cưa xẻ gỗ vậy thì mai mốt dượng gọi lại đi ạ à. chứ giờ anh ấy say ngủ rồi không ai gọi dậy được đâu ờ ừ, vậy dượng cúp máy đây dạ chào dượng việt tắt máy rồi cũng tỉnh ngủ cái bụng cồn cào kêu réo vì đói việt đi xuống nhà muốn tìm thứ gì để ăn thấy cha cậu đang ngồi ở bàn ăn tay cầm điện thoại. Việt tò mò. Ba làm gì giờ này? Chưa ngủ ạ. À? Chưa? Còn ăn tối hả? Để ba hâm đồ ăn lại cho. Dạ thôi. Ăn vậy được rồi. Hâm lại nóng phải chờ nguội nữa. Việt mở lồng bàn. Mẹ cậu đã để sẵn phần cơm cho cậu. Có lẽ bà mệt mà ngủ rồi. Cậu ngồi xuống ăn ngay. Không lại sợ cha cậu lục đục giữa đêm. Ông đại nhìn Việt ăn cơm một hồi sau thì hỏi việt hay ba điện nhờ chú út bán đất trả nợ cho anh con việt ngước mắt nhìn cha cha cậu chỉ mới qua năm mươi vì bệnh tật mà gầy hẳn đi gần đây trong nhà lại vì chuyện của anh vũ mà ông thêm phần hốc hác việt bỏ chén cơm xuống rồi nói con không biết đất là của cha mẹ cha mẹ tự quyết định với nhau chứ sao hỏi con cha mẹ thì có sống với hai đứa được bao lâu Bà tính rồi. Bà muốn để cái nhà cho thằng Vũ. Đất ngoài quê thì cho con xây nhà cưới vợ. Bây giờ anh con như vậy. Ba là hỏi ý kiến bán hay không để giúp anh con. Ba đã ngầm coi con là chủ mảnh đất ấy rồi. Việt lắc đầu. Lúc này không phải lúc phân chia tài sản ba ạ à. Vậy thì ý con sao? Đợi anh Vũ tỉnh lại rồi tính tiếp ba ạ à. Con bây giờ cũng không suy nghĩ được sáng suốt đưa ra quyết định vội vàng rồi sau này hối hận thì khổ ừ vậy thì nghe con ba cũng xin lỗi làm khổ mấy mẹ con nhiều rồi khổ gì đâu ba là quan lên ba sau cơn mưa trời lại sáng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ba đừng lo ông đại thở dài việt nói rồi lại lầm lũi ăn cơm cậu mạnh miệng để an ủi cha cậu là thế thôi nhưng sau cơn mưa làm sao cậu biết là trời sẽ sáng hay sẽ nổi tiếp bão rông? Chuyện tương lai, Việt đâu đoán được. Giờ cậu chỉ cố mà sống ngày qua ngày, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Ngày thứ ba anh Vũ nằm viện, Việt chỉ dậy buổi sáng, chiều nghỉ nên cậu ở nhà. Đang lên mạng tìm việc làm thêm thì Dượng Phúc lại gọi cậu. Việt nhìn điện thoại, cũng chẳng còn lý do để mà giấu. Cậu nghe máy rồi nói thẳng với Dượng chuyện anh Vũ nằm viện dượng phúc chỉ trời ơi một tiếng rồi tắt máy tầm mười phút sau bà hiền đi lên phòng việt gõ cửa bảo xuống nhà dượng với dì hỏi chuyện việt ngao ngán đi theo điện thoại mẹ cậu đổ chuông bà mở loa ngoài rồi dì hào hỏi việt tình hình anh vũ việt chỉ trả lời những thứ cậu biết cậu cũng kể cho mẹ cậu rồi có vẻ dì hào không tin mẹ cậu nên muốn hỏi lại việt dì đang lo lắng hỏi tiếp thì giọng dượng phúc chen vào Việt, tí cháu gửi số tài khoản của cháu qua cho Dượng, Dượng chuyển tiền rồi trả cho anh Vũ. Mấy cái bọn vay nóng này phải trả sớm, lãi nó tính từng giờ từng phút, lãi mẹ đẻ lãi con, để lâu là trả không nổi. Bà Hiền nghe vậy thì vội ngăn lại, bà nghe nói chồng của em gái bà sắp mở công ty, nếu giờ cho nhà bà mượn tiền thì coi sao được. Ôi thế đâu được hả Dượng, tiền làm ăn kinh doanh của Dượng Việt chẳng nói gì, lẳng lặng về phòng lấy điện thoại. Dượng phúc chưa kịp nói tiếp thì Dì Hảo đã lên giọng đầy bất mãn với bà chị. Em lại chị, chuyện con cháu lớn vậy mà không nói em là em chưa trách chị thôi. Giờ để anh phúc giúp, anh ấy cũng là cho mượn, sau này làm rồi trả dần chứ em có cho không đâu mà chị lo xa. Cháu gửi số tài khoản cho Dượng rồi đây ạ. À. Việt sau khi gửi tin nhắn thì nói vào điện thoại, cậu không như mẹ cậu dượng phúc đã có ý giúp thì cứ nhận đã mượn người nhà làm rồi trả dần vẫn dễ thở hơn là bọn vay nóng đấy như thằng việt có phải nhanh không dượng phúc nghe thấy tiếng của việt thì cũng nói vào điện thoại việt sau khi nhận được tiền dượng phúc chuyển cho thì vội lục lại cái giấy nợ tìm địa chỉ để đi trả tiền cậu còn rủ cả anh hưng đi cùng vì sợ mấy người cho vay cũng không phải dạng đều cáng trả đủ nợ với lãi thì nhận giấy nợ là xong thôi đường ai nấy đi tên chủ nợ còn nói đùa với việt rằng sau này có khó khăn chuyện tiền bạc thì tìm tới hắn ta việt muốn chửi thề nhưng lương tâm nhà giáo không cho phép cậu liếc hắn ta một cái rồi lấy xe chạy thẳng việt về tới nhà thở hắt một hơi chuyện vay nóng coi như tạm thời ổn việt đang liêm diêm thì bệnh viện điện thoại báo tin anh vũ chuyển khoa cậu nói với mẹ cậu rồi hai người vội vã đi ông đại cũng bảo có đau hay mệt sẽ gọi điện nói hai người yên tâm vào lo cho anh vũ hai mẹ con bà hiền tới nơi điều dưỡng đã đứng chờ sẵn anh vũ mở mắt nhìn hai người bà hiền đến nắm tay hỏi han con trai anh vũ trả lời được nhưng giọng nhỏ xíu đầy yếu ớt rồi việt cũng phụ giúp đẩy băng ca xuống khoa nội thần kinh tới phòng bệnh bốn giường ba giường đã có người còn một giường trống là của anh Vũ. Việt đỡ anh Vũ ngồi dậy. Do nằm lâu ngày nên lúc ngồi dậy Vũ có chút chóng mặt. Rồi hai mẹ con hai bên dìu anh Vũ qua giường bệnh. Việt thấy anh Vũ cứ chơ chơ nhìn cậu, thì vừa tức vừa mừng mà cằn nhằn. Em không hiểu anh luôn đó anh Vũ. Suy nghĩ gì mà nông cạn vậy? Anh biết làm vậy chỉ làm khổ cha mẹ không? Anh nghĩ chết là hết à? Anh đi rồi ai thay anh trả nợ? Thôi, Việt à, để anh con nghỉ đã. Anh thấy không? Giờ mẹ với em ở đây rồi ai ở nhà với bà? Làm cái gì thì suy nghĩ đi chút, lớn rồi, sắp 30 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu. Việt có hơi lớn giọng, chị điều dưỡng xuống nhận bệnh, nghe ồn liền mắng. Cái gì vậy? Người nhà sao mà ồn ào vậy? Bệnh viện chứ không phải cái chợ. Giữ yên lặng cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi nữa. Việt biết mình quá lời, vội xin lỗi chị điều dưỡng rồi chạy đi. Bà Hiền cũng thay con trai xin lỗi mọi người. Cũng chẳng ai trách móc gì. Vào viện là khổ rồi, ai cũng thông cảm được. Chị điều dưỡng đưa áo quần bệnh nhân, với giấy tờ viện phí và thuốc tiêm để đi mua. Bà Hiền cũng đợi Việt quay lại rồi để cậu đi chứ bà không dành đường bệnh viện này. Bà Hiền cầm tay Vũ, nhẹ nhàng bảo dượng phúc thay con trả nợ rồi, còn dáng khỏe rồi về nhà với mọi người. Cái gì cũng có cách giải quyết mà, sao lại dại dột vậy? Vũ im lặng cúi đầu. Lát sau quay lại, Việt xách theo cháo với sữa và trái cây. Cháo nóng nên bà Hiền vừa thổi vừa múc cho Vũ ăn. Việt ngồi cạnh cắt trái cây, có điện thoại đến, là của chú út. Việt đoán là ngoài quê đã biết chuyện anh Vũ. Nhanh thật, mới có buổi chiều thôi mà. Việt ra ngoài nghe điện thoại. Chú và thím út vồ vập thay nhau hỏi tình hình anh Vũ, rồi trách nhà Việt giấu chuyện. Việt cũng xin lỗi rồi cũng bảo là anh Vũ đã xuống phòng bệnh thường. Tình hình đã ổn. Chú út nghe vậy thì bảo để mai chú vô thăm. Tiện thể phụ giúp hai mẹ con ở với cha cậu. Việt xúc động cảm ơn. Cậu đang lo chuyện mẹ chăm anh Vũ. Cậu phải đi dậy thì cha cậu sẽ như thế nào chú út như vị cứu tinh việt quệt vội nước mắt đến lúc hoạn nạn mới biết tình thân họ hàng quý giá như thế nào việt quay lại anh vũ đã ăn xong cháo uống thêm sữa người có chút sức ngồi dựa lưng vào tường nhìn việt việt báo cho mẹ tin vui của chú út vũ nắm tay mẹ rồi thoáng thấy việt mắt ươn ướt anh lên tiếng con xin lỗi mọi người làm khổ cả nhà rồi. Biết lỗi là được rồi, không ai trách con hết. Nhà là tại mấy người kia, họ làm chuyện xấu rồi sẽ bị quả báo thôi. Bà Hiền an ủi con trai, ai mà trách con bà chứ? Nó từ cửa tử trở về với gia đình bà là phúc lớn rồi. Việt cũng đi đóng thêm viện phí, xong thì cậu về nhà mang ít đồ dùng vào cho mẹ cậu, rồi Việt về nhà với cha còn mẹ cậu ở lại với anh vũ sáng sớm hôm sau việt dậy sớm ra biến xe chở chú út từ quê vào chú út cũng từng vào chơi nhà cậu vài lần cũng có đi theo cha cậu lúc lọc máu nên việt cũng yên tâm mà để chú út đi với cha tối hôm qua con trai chú út định cư bên mỹ nhắn tin về cho việt hỏi thăm rồi cả mấy anh con bác hai ở quê cũng điện vào trước giờ mấy anh em con chú con bác vì bận rộn mà chẳng mấy khi nói chuyện nhưng khi gặp khó khăn mọi người luôn chủ động quan tâm hỏi han nhau như thế việt có chút lạc quan món nợ vật chất hay món nợ ân tình cả đời sau cậu sợ không bao giờ trả đủ nhưng có người thân bên cạnh cậu vẫn có động lực mà sống mà vui vẻ đi làm ngày thì việt đi dậy tối về thay cho mẹ có khi cậu ngủ lại với anh vũ rồi sáng về để mẹ cậu về nhà với cha. Cha cậu mỗi lần lọc máu đều đau nhức nên cần mẹ cậu để đấm bóp thư giãn. Anh Vũ kể với Việt rằng anh cũng không nuốt nhiều thuốc ngủ. Ba cái vị thuốc rỗng mà Việt tìm thấy thì anh Vũ uống hết thật, nhưng anh cũng vì khó chịu mà ói ra một ít trước khi ngất đi. Việt đoán nhờ vậy mà anh Vũ không nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ cũng nói anh cậu không có gì chứng gì đáng lo chỉ là sau này hạn chế dùng chất kích thích như bia rượu hoặc các sản phẩm thuốc ngủ hay an thần vũ cười lắc đầu lần đầu anh dùng thuốc ngủ chỉ một lần nhưng là đủ sợ rồi những ngày vũ mê man vũ bơ vơ lạc lõng trong một không gian trắng xóa anh vô định không biết đi về đâu ngồi trong khoảng không gian đó nhắm mắt đến khi mở mắt anh thấy mình ở trong một không gian trắng khác nhưng lần này xung quanh anh là rất nhiều người đang nằm không ai nói chuyện chỉ có tiếng máy tít tít đều đều anh muốn nói nhưng không có chút sức lực nào rồi có mấy người mặc áo xanh xúm lại kêu tên anh rồi họ hỏi họ nói nhiều lắm anh nằm yên lắng nghe nghe được hai chữ người nhà đúng rồi anh còn người nhà là cha là mẹ cha anh đã thay thận chưa còn người em trai ưu tú của vũ nó sắp làm giáo viên anh còn chưa chúc mừng nó tốt nghiệp ký ức vũ hỗn loạn anh lại thiếp đi vũ vì cuộc sống bế tắc một phút suy nghĩ bốc đồng mà tự sát vũ nhận thức được nếu bây giờ anh ở đây chứng tỏ cha mẹ anh đang lo lắng anh muốn xin lỗi muốn nhận được sự tha thứ từ họ chị điều dưỡng nghe vũ muốn gặp người nhà lại cũng rời đi tìm bác sĩ hội trần để chuyển khoa Vũ một mình nằm đó, ngửi cái mùi tiệt trùng của bệnh viện. Anh bỗng nhớ quê nhà. Anh thèm cái mùi lúa chín, mùi cỏ dại ở quê, mùi đất rừng sau những cơn mưa rào. Thèm được đi hái sim trên đồi. Vũ lúc đó chỉ ước được về quê. Anh chẳng thiết tha gì cuộc sống trốn thành thị nữa rồi. Vũ nhớ lại những ngày anh như tái sinh. Từ cõi chết trở về, anh bây giờ muốn sống, muốn bù đắp cho cha mẹ, muốn sửa sai anh đã được cho cơ hội để làm lại nên anh phải nhanh chóng khỏe mạnh để xuất viện vũ cũng còn trẻ khỏe mạnh trai tráng nên sau khi chuyển khoa chỉ nằm viện thêm bốn ngày nữa thì được xuất viện nhìn mẹ với em trai đang xếp đồ để giúp cậu xuất viện họ vì anh mà vất vả như vậy vũ mới hiểu cái hành động của anh ngu xuẩn đến mức nào vũ về nhà anh ôm lấy cha trong hạnh phúc Chú út ở bên cạnh thì trách mắng Vũ. Nói nặng nhẹ một hồi lại quay vào bếp lấy thuốc bổ chú đem từ ngoài quê vào cho Vũ uống. Vũ nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch. Có đắng nhưng đó là tấm lòng của chú, của mọi người. Sao anh có thể không nhận? Chú út thấy Vũ bình an rồi cũng xin phép về quê. Vũ thì năn nỉ chú ở lại. Anh cũng trình bày là muốn về quê sống và làm việc cho Dượng Phúc để trả nợ dần cha mẹ của Vũ đang lo lắng chuyện Vũ sẽ ở đâu, thì chú út như thể bắt được vàng mà vui mừng, bảo về ở với chú thím. Nhà chú đã xây lại, nhỏ hơn nhà ông nội nhưng so với hai vợ chồng chú thím thì nhà vẫn quá lớn, nên có chút hưu quạnh, có thêm người ở thì sẽ vui hơn. Chú út có người con gái thì lấy chồng ngoài Bắc, ở xa. Còn đứa con trai lớn thì du học rồi định cư bên Mỹ. Hai ba năm mới về một lần nay có vũ về coi như là con cháu trong nhà cả ở với chú thím cho vui chú út còn đùa rằng vũ có lấy vợ thì cũng về đó ở luôn sau này thay chú thím chuyện nhang khói cho ông bà vậy là mọi chuyện xong xuôi chú út điện về báo thím ở chơi thêm một tuần rồi dắt vũ về cùng thím cũng vui lắm rôm giả bàn chuyện dọn nhà dọn cửa với cha mẹ vũ một ngày đầu tuần việt không có tiết dậy nên ở nhà buổi sáng xuống nhà thấy anh vũ đang ngồi phụ mẹ cậu cắt chỉ việt nhìn cảnh này có chút ớn lạnh bảo anh vũ làm cái khác chứ cậu sợ anh vũ cười đùa sau này nhờ em chăm sóc cha mẹ việt hoảng hốt lần hai vũ giải thích là anh về quê rồi thì chỉ còn việt với cha mẹ nên mới nói vậy chứ không có suy nghĩ tiêu cực gì hết việt muốn đạp anh vũ một cái nhưng nghĩ lại thôi anh vũ còn đang dưỡng bệnh việt cũng tò mò hỏi thăm cha với chú út thì biết là chú út đưa cha đi lọc thận thay mẹ cậu bà phải tranh thủ làm để kịp giao hàng vừa mới nhắc thì chú út gọi về cho bà hiền giọng gấp gáp bảo bác sĩ muốn gặp người nhà có chuyện quan trọng việt giật thót lại chuyện gì nữa đây ba mẹ con bà hiền vội vàng bắt taxi vào viện ngồi trên xe ai cũng im lặng chỉ sợ có chuyện không lành xảy đến với cha cậu tới bệnh viện chú út không nói gì mà chỉ dẫn mọi người đi việt nhìn chú út vẫn tươi tỉnh rất tò mò nhưng không thấy cha cậu nên việt có chút sợ mà không dám hỏi chú út dẫn mọi người vào một căn phòng họp nhỏ của bệnh viện việt thấy cha cậu đã ngồi đó sẵn đối diện là hai người đàn ông một trung niên một trẻ người đàn ông trung niên thì việt nhận ra ngay đó là người đã chở cậu và anh vũ đi bệnh viện việt chào cha rồi lên tiếng hỏi người đó ngay chú chú nhớ cháu không người đàn ông trung niên thấy việt thì hai mắt sáng lên chỉ tay vào ông đại nói à tôi nhớ ra rồi nãy giờ nhìn anh quen mặt mà tôi không nhớ đã gặp ở đâu rồi người đàn ông trung niên cười cười với việt chú nhớ cháu chứ ấn tượng sâu sắc mà việt cười rồi nhanh chóng ngồi xuống cậu cũng gật đầu chào người thanh niên ngồi đối diện chú tên tân đây là Lộc, con trai của chú. Chú Tân tự giới thiệu, rồi nhìn đến anh Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh Việt. Chà, khỏe mạnh ra viện rồi hà cháu, tỉnh táo kế là khác hẳn nhỉ. Vũ nhìn Việt khó hiểu, Việt phải giải thích là chú đã chờ anh và cậu đi bệnh viện. Vũ nghe xong liền rối rít cảm ơn. Chú Tân cũng cười hiền hậu rồi bảo không có gì. Hôm đó là chú ấy đi đường tắt nên mới gặp hai anh em Việt chứ bình thường thì chú đi đường khác rồi rồi bác sĩ đi vào cái tin mà việt sợ thực ra là tin mừng con trai chú tân có nhóm máu và mô tương thích với thận của cha cậu và cũng đồng ý hiến thận trên tinh thần tự nguyện nhân đạo cả ba mẹ con thở phào chú út thì ngồi cười hề hề sau giây phút gặp mặt hai bên gia đình hiến và nhận thận mọi người ngồi tập trung nghe dặn từ bác sĩ phải kiểm tra sức khỏe toàn diện rồi còn phải theo dõi một thời gian thì mới có thể tiến hành phẫu thuật ra về vũ và việt cũng chủ động xin số điện thoại của chú tân và con trai đã trải qua một lần ghép thận hụt nên lần này phải cẩn thận hơn chủ động thăm hỏi trước về tới nhà chú út thì đã thông báo tin vui cho người ngoài quê từ lúc nào nên hai bên nội ngoại gọi điện thoại vào chúc mừng rồi anh con trai của chú Út bên Mỹ gửi ít tiền phụ vào chi phí phẫu thuật. Anh em con bác hai cũng mỗi người góp chút ít. Cha cầu cảm ơn từng người một, trân quý sự yêu thương từ anh em con cháu họ hàng. Vì ông đại chuẩn bị ghép thận nên Vũ ở lại với nhà, đợi ông phẫu thuật xong thì mới về quê. Chú Út vì vậy cũng bảo là về quê trước, chú cũng muốn ở lại, nhưng chuyện nương dẫy để một mình thím làm thì thương việt vẫn đi dạy đều còn anh vũ ở nhà phụ mẹ cũng như phụ trách thăm hỏi nhà chú tân anh vũ kể với việt con trai chú tân là người theo đạo phật ăn chay trường một lần đi đăng ký hiến tạng người ta cũng xét nghiệm máu của lộc thì thấy tương thích với cha cậu bệnh viện cũng hỏi lộc về việc hiến thận với mục đích nhân đạo họ đều tư vấn kỹ việc hiến một quả thận không ảnh hưởng sức khỏe nếu được bồi dưỡng và chăm sóc đầy đủ Lộc đồng ý ngay. Việc nghe vậy, cũng có chút an lòng, hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt. Vì chi phí phẫu thuật cũng lớn nên nhà Việt buộc phải vay thêm ngân hàng. Sắp đến ngày phẫu thuật, ông đại muốn hỏi ý kiến mọi người về việc sau khi phẫu thuật thì sẽ về quê sống hay ở lại. Cả ba mẹ con đều muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông đại cười hạnh phúc, ông cũng muốn quay về mọi người đều thống nhất sẽ bán ngôi nhà ở thành phố rồi trở về quê ba tuần sau khi nhận tin hiến thận ông đại và lộc vào phòng phẫu thuật hai gia đình hai bên ở ngoài hồi hộp chờ đợi nhà việt lo một thì nhà chú tân lo mười cha của cậu thì nhận thêm nhưng con trai chú tân là mất đi nên lo lắm chú ngồi kể chuyện với nhà cậu rằng lộc lúc nhỏ khó nuôi gửi chùa rồi nó tâm hướng thiện thương người như vậy Lúc nghe tin nó hiến thận thì cả nhà chú Tân sợ lắm. Can ngăn đủ kiểu. Nó mới 23 tuổi. Còn trẻ mà hiến như vậy thì sao mà sống? Nhưng sau khi được bác sĩ tư vấn thì cũng có phần an tâm. Và lại, con trai chú Tân kiên quyết nên mọi người sau cùng là tôn trọng ý kiến của nó. Sau một ngày dài chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ tươi cười chúc mừng. Ca ghép thận thành công hai bệnh nhân đã được chuyển về khoa gây mê hồi sức bảo người nhà không cần lo lắng nghe theo chỉ dẫn của điều dưỡng để mua đồ bồi bổ đưa vào mọi việc đã có nhân viên y tế lo mọi người vỡ òa sung sướng tay bắt mặt mừng việt nhìn ra cửa sổ gần tới giáng sinh lúc sáng sài gòn âm u có chút lạnh nhưng tới chiều thì bầu trời có màu xanh xanh ngắt xanh hy vọng những tia nắng cuối ngày dịu nhẹ, chiếu tới những tâm hồn đầy ấm áp. Những ngày sau, ông đại khỏe mạnh, việc đào thải của cơ thể diễn ra không nhiều vì cha cậu vẫn được tiêm thuốc chống thải ghép. Việt và Vũ cũng thay nhau qua thăm con trai chú Tân, bồi dưỡng thêm. Dù gì nhà cậu mắc nợ nhà chú Tân tới hai lần rồi, con trai chú Tân cũng thuộc dạng khỏe, chỉ còn một quả thận nhưng cũng thích nghi rất nhanh việc thanh lọc cho cơ thể nằm viện ba tuần thì con chú tân được ra viện mọi người bịn dịn chia tay vì nhà ông đại cũng về quê nên cũng không biết bao giờ gặp lại cha của việt cũng nằm viện một tháng mới được ra viện bác sĩ hẹn tái khám định kỳ cha cậu cũng phải tuân thủ dùng thuốc nghiêm ngặt nhưng nó không còn vất vả chạy thận như mấy năm qua nữa ăn cái tết cuối cùng ở thành phố xong cha mẹ cậu và anh vũ thì đã về quê từ rằm tháng riêng Việt vì phải bàn giao công việc nên ở lại về sau. Ngày cuối cùng, nhà đã bán, tiền đã chuyển, đồ trong nhà cậu, cũng toàn là mua cũ lại nên bây giờ nhìn cũng sơ xác. Những thứ dùng được thì mẹ cậu đã đóng thùng gửi xe về quê hết rồi. Chủ mới cũng bảo với cậu rằng, sẽ đập đi để xây phòng trọ nên đây là lần cuối cậu được nhìn nó. Nhìn căn nhà trống với đầy áp kỷ niệm vui buồn, Việt cũng có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng phải nói lời chia xa việt từng đọc ở đâu đó rằng cuộc đời con người như là việc đi xe đạp vậy muốn giữ thăng bằng thì phải luôn tiến về phía trước và phải luôn tiến về phía trước nếu bạn đang mệt mỏi gặp khó khăn thì bạn đạp xe đang lên dốc khi hết con dốc rồi bên kia sẽ là xuống dốc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi tiền bán nhà ở thành phố cũng kha khá, khá trả ngân hàng tiền vay lúc phẫu thuật ghép thận cho cha cậu, rồi trả được cho Dượng Phúc một phần tiền của anh Vũ. Còn lại thì cha mẹ cậu dùng để xây một căn nhà trên mảnh đất ông nội chia cho. Nhà chỉ mới đào móng, đang xây dở. Nên việc, anh Vũ và cha mẹ vẫn ở với chú thím út. Mỗi tháng, cha mẹ cậu vẫn vào Sài Gòn tái khám định kỳ. Vì biết nhà xa nên bác sĩ cũng bảo sau này ổn định rồi thì cha cậu chỉ cần uống thuốc đều đặn là được. Nếu có gì xấu, chỉ cần lên bệnh viện tỉnh khám là được, không nhất thiết phải đi xa. Ông đại muốn đi giấy với chú thím út, nhưng không ai cho vì sợ ông tái phát bệnh. Chú út cũng bảo là đất giấy bán cho con trai chú đi Mỹ nên không còn nhiều, hai vợ chồng chú làm được. Cha cậu đành ở nhà thì cùng anh Vũ học cách nuôi chồng, nhân giống hoa lan. Anh Vũ cũng đang làm quản lý xưởng gỗ cho Dượng Phúc mẹ cậu bây giờ cũng nhận may sửa áo quần trong làng việt thì xin làm giáo viên ở một trường tư trên huyện buổi tối cậu cũng làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng anh một ngày hè nóng và nắng nhưng ở quê thì nó có cây xanh nên vẫn mát hơn là ở thành phố việt đi dạy hè về cha mẹ cậu với chú thím đều đã đi hết việt thay vội bộ đồ cho thoải mái rồi cũng lấy xe qua nhà dì hảo để dự đám dỗ của ông ngoại Đi một lát thì cậu cũng tới nhà gì. Việt dựng xe bên cây bơ ngoài cổng. Mọi người trong nhà đang nhộn nhịp bày mâm cỗ. Việt nhìn lên cây bơ. Cậu sờ lấy quả bơ xanh còn ở trên cây. Nhớ trước đây, những lần dì Hảo gửi bơ vào cho nhà cậu, bơ toàn bị dập rồi bị héo. Nhiều khi còn ám mùi xăng xe, mùi dầu nhớt. Cậu chẳng bao giờ có cảm giác ăn ngon. Bây giờ cậu chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được vị ngon của trái bơ cảm nhận được sự tươi mát từ trái bơ nhẵn nhụi cậu bất giác cười anh vũ đi ra thấy việt cười một mình thì trêu cậu đang tương tư cô nào việt lắc đầu đi lại rồi cậu hỏi ngược lại anh vũ về chị kế toán ở xưởng gỗ anh vũ gãi đầu nói làng sang chuyện khác việt lại được dịp trêu anh vũ hai anh em cười nói kể vai bá cổ đi vào nhà gì với việt cuộc sống phía trước, dẫu còn bao vất vả, gia đình cậu vẫn còn nhiều món nợ vật chất phải trả. Nhưng Việt luôn suy nghĩ tích cực vào cuộc sống, còn sống khỏe mạnh, vui vẻ tươi cười với nhau, còn làm việc được thì chẳng có khoản nợ nào là không thể trả. Huống chi, cậu còn có một đại gia đình lớn, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, cậu vững vàng niềm tin hơn bao giờ hết. Có cơn gió hè thổi qua, làm đung đưa dàn hoa giấy trên tường rào như lời chào đón những người con xa quê trở về vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo